Chào mừng quý vị quay lại với kênh video của Dũng Dũng Điện Máy. Trong video này thì bên Xuân Dũng lại tiếp tục chốt kèo cho anh trai ở Cà Mau, hai bộ máy rửa xe cao áp 3,5 kg motor Hoàng Anh, hàng chất lượng cao, motor thửa anh em nhé, mặt bình dày. Với cấu hình này thì bên Xuân Dũng lắp rất là nhiều rồi, và đặc biệt lắp với đầu là đầu Anovin 3000 tia sứ SU luôn, tay có dưa le luôn này, đầu thì có tay hồi rời, thiết kế tay hồi rời mạ Niken, và đặc biệt là khách hàng là chốt hai bộ liền một lúc đấy, bộ 3,5 kg motor Hoàng Anh liền đồng bộ song sinh luôn anh em nhé. Và đầu là đầu Anovin 3000 đây, cặp song sinh 3,5 kg đầu Anovin 3000 đây, anh em nhìn xem, lắp trên khung vuông môn bánh. Và đặc biệt khách hàng này ở Cà Mau, nhu cầu khách hàng là lắp máy để về mở tiệm rửa xe máy ô tô con luôn đây, đồ chất lượng cao cho anh em, xịn xò luôn anh em nhé. Về phần tủ điện thì có bao gồm là xi bin giật khởi động từ, và cấu hệ hai phần này thì là lắp trên CB bãi và khởi động từ bãi. Và bên ngoài thì có đồng hồ báo vôn và công tắc tắt mở để anh em sử dụng thuận tiện trong công việc. Sau đây thì anh em mình cùng xông vô là test áp mắc với bộ cấu hình 3,5 kg này. Đây, hiện giờ đang test với áp mắc là 163 và lưu lượng là 16-18 lít trên phút, ngon lành luôn. Đây, tia nước là lắp bếp là 15 độ và lưu lượng là 16 và áp mắc là 160. Thì với cấu hình này anh em mở tiệm rửa xe máy ô tô đảm bảo luôn, ngon lành, mỹ mãn, mạnh như dòng pha luôn. Đấy, đây về cấu hình này thì là bên shop Zozo cũng báo giá luôn 8,2 triệu một bộ, 8,2 triệu một bộ anh em nha, hai bộ là 16,4 triệu. Rồi anh em nào có nhu cầu thì với dòng máy rửa xe 1 pha đến 3 pha thì liên hệ với Xuân Dô qua số điện thoại 0967 1236 0923 8022. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong video lần sau.